Hello các bạn, hay chạy xanh ít em thì được bạn trẻ khách VIP này rủ mình đi tàu tiếp thì chơi luôn, trải nghiệm với bạn đi tàu hỏa đi ra Biên Hòa nha bạn. Khách cũ đi đâu đi đó luôn. Bây giờ lên tàu ha, mình đang giữ hai vé trên tay, đi Biên Hòa khứ hồi luôn nha bạn. Giới thiệu cho anh đi chứ. Đây chính là khoang 6 giường nhà mình. Nâng cái giường này lên, giường 12 lên. Rồi. Để cho nó gọn khỏi bị đụng đạn. À, tầng 2 có khách hả? Tầng 2 có khách hạ xuống. Tầng 2 đúng. Còn cái này là cuốn cẩm nang đi tàu nè. Rồi có cặp qua. Cái này là bản nội quy nè. Nô của nhà tàu nè mọi người. Nước ngọt rồi quá trời luôn. Ok, cái này là đi chặng xa mới gọi, đi chặng ngắn như anh với tụi mình ít. Đây còn này là 7 xe tàu này. Đây này mình đi E8. Chung là cả bạn khen đi xe ha, nhưng mà bạn rất là đam mê về tàu hỏa nha bạn, nên là đi theo bạn luôn, đi để trải nghiệm ha. Giờ đang nói đầu tàu rồi nè.
giữ xe để đón tiện khách trong ít phút, sau đó sẽ tiếp tục chuyển bánh. Nếu không cần thiết, đề nghị quý khách không nên xuống ga để tránh nhỡ tàu. Để giữ vệ sinh chung, đề nghị quý khách bỏ các giấy rác, thức ăn thừa, vân vân vào thùng rác phía đầu toa, không vứt xuống sàn xe hoặc sân ga. Xin trân trọng cảm ơn. Biên Hòa nha các bạn. Lần đầu tiên trải nghiệm đi tàu hỏa từ Sài Gòn đến Biên Hòa ha. Chung là chở khách thì khách yêu cầu đi đâu đi đó luôn.
Bây giờ thì 7 giờ các bạn. Chờ 7 giờ 38 sẽ lên tàu quay lại ra Sài Gòn ha. Nhà bạn trẻ này dắt mình lên tàu nha. Để chờ ha. Nhà ga đón về đường sắt số 2. Vào sân ga, quý khách chờ tàu bên đường sắt số 2. Thì lên tàu về lại Sài Gòn nha các bạn. Ga tàu ở Biên Hòa rất là đẹp ha, rất là rộng và đẹp. Trong ra đây chụp hình sống ảo được. To 11 ghế 26, chỗ 26 ha. 7 giờ 38, to 11 chỗ 26. Đi theo bạn trẻ này dắt mình đi chứ mình cũng đi tàu lần này lần thứ hai nha. Thank you.
tới ga Sài Gòn rồi nha các bạn. Giờ quay lại ga Sài Gòn lúc 8:36 ha. Lối này để vào trong ha, vào trong ga chờ và lấy xe máy nữa.